Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đoàn lãnh đạo huyện Đất Đỏ đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công tại thị trấn Phước Hải. Tại gia đình bà Lê Thị Sáu, bà Nguyễn Thị Bé, vợ liệt sĩ, bà Nguyễn Thị Hai, bà Đỗ Thị Kính và bà Huỳnh Thị Cải, người có công với cách mạng ở thị trấn Phước Hải, đoàn lãnh đạo huyện Đất Đỏ ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình, đồng thời tri ân những hy sinh, những đóng góp của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc lẫn giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lãnh đạo huyện Đất Đỏ mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới, cùng đảng bộ, chính quyền thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương.